chào mọi người nha. Hôm nay thì Hương sẽ chia sẻ cùng với cả nhà của chúng ta một cái vấn đề mà hầu như là một cái cô gái nào thì cũng phải rất là hay bị đau đầu về cái điều này, đó chính là thâm mụn và những điều chắc chắn chúng ta cần phải biết luôn. Bây giờ thì mọi người lên mạng sẽ thấy một câu nói rất là vui là thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại muôn vàng vết thâm, đúng không ạ? Hương thấy câu này nó đúng lắm, cực kỳ đúng luôn. Tại vì mình cứ mỗi lần mình bị mụn xong thế nào mình cũng bị vết thâm, và thậm chí là cái mụn thì nó ở lại bên mình có hai, thậm chí là cao lắm là khoảng 2-3 tuần thôi, nhưng mà cái vết thâm thì nó ở hoài mấy tháng mấy năm, ở hoài không chịu đi luôn. Nên là mỗi lần Hương bị mụn là Hương bị stress lắm. Stress không phải là sợ mụn mà sợ cái vết thâm đó, mà là con gái mà hầu như ai cũng phải bị nổi mụn hết á. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng xem là cái cơ chế là tại vì sao cái mụn nó lại để lại vết thâm. Khi mà chúng ta bị mụn, các bạn sẽ thấy cái mụn nó màu hồng hồng, sau sau đó nó ẩn đỏ lên, rồi sau đó nó bắt đầu nó sang cái màu nâu, rồi thậm chí là nó thành màu đen, rồi nó ở mãi nó không chịu đi luôn đó. Nó ở mãi nó không chịu đi trên làn da của mình luôn, rất là khó chịu luôn, đúng không ạ? Cơ chế nó cũng bình thường thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là tại vì sao mà mụn thì nó lại để vết thâm, và những cái cách mà chúng ta thường hay mắc sai lầm lắm luôn á. Ví dụ như Hương hay mắc sai lầm nhất là khi Hương bị nổi mụn, cái Hương không làm gì hết, Hương để cho nó tự nhiên vậy luôn đó. Là cách thứ nhất ha. Rồi yếu tố thứ hai là nhiều khi buồn buồn á, lấy tay sờ lên xong rồi khửi nữa đó, làm cho cái vi khuẩn á, nó bị nhiễm khuẩn từ bên này nó lây qua bên kia, nên làm cho cái làn da của mình á, mụn bên này mới mọc xong rồi đến mụn kế tiếp luôn á, nó sẽ phát sinh ra và nó bị sưng tấy đỏ hơn nữa. Yếu tố thứ ba nữa đó là rất là nhiều bạn trẻ bị dính luôn á, là bạn mua những cái loại mà trị mụn không đúng, không phù hợp với cái làn da của mình, làm cho cái làn da của bạn nó bị nhiều hơn, nó sưng mủ, nó tấy đỏ lên, và cuối cùng là điều trị không có hết và nó để lại những cái sẹo lởm, sẹo lồi trên da. Rồi yếu tố thứ tư nữa đó là khi chúng ta bị mụn, chúng ta sẽ vệ sinh da không có đúng cách ha. Chúng ta không có chịu tẩy trang cho da nè, rồi không có chịu rửa mặt kỹ cho da nè, làm cho cái làn da của mình từ từ á, những nó sẽ bị bít những cái nang lông, và khi những cái nang lông nó bít đi, nó sẽ dễ xuất hiện những cái mụn đầu đen, thậm chí là mụn bọng nó nổi lên da của mình nhiều hơn. Và một cái yếu tố nữa, các bạn không có che chắn trực tiếp khi làn da chúng ta đang bị tổn thương, có nghĩa là làn da chúng ta đang bị nhạy cảm. Mà khi chúng ta đang bị nhạy cảm thì chúng ta phải bảo vệ nó, phải che chắn nó nhiều hơn, phải uống những cái viên chống nắng nè, ra ngoài đường thì phải bịt khẩu trang che phủ lại cái làn da của mình, và phải thoa kem chống nắng đúng cách để mà nó sẽ bảo vệ cái làn da, ngăn ngừa được những tác hại của tia UV. Nó sẽ làm cho làn da rất là dễ bị sạm nám và tàn nhang trong cái giai đoạn mà làn da đang bị tổn thương như vậy. Vậy thì cái cách điều trị như thế nào? Hương cũng hay bị lắm, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy Hương ít bị thâm hơn, là tại vì Hương hay áp dụng những cách rất là đơn giản luôn ha. Thứ nhất là khi mà Hương vừa mới bị một mụn á, nó nổi lên á, là ngay lập tức Hương sẽ sử dụng những cái kem trị mụn nổi tiếng như là Murad hoặc là Shiseido á. Thậm chí nếu lúc đó Hương không có thì Hương hay lấy cái viên đá lạnh trong tủ lạnh á, Hương chườm lên để làm cho cái mụn đó nó sẽ giảm sưng và giảm viêm đi. Yếu tố thứ hai là Hương không bao giờ lấy tay tặng mụn đâu, bỏ luôn cái tập đó luôn rồi. Hương sẽ đi ra những cái spa để mà Hương nhờ người ta lấy mụn ra. Nếu mà mụn mà nó đã chín rồi á, hay gọi là chín nó lên còi rồi á, thì người ta sẽ lấy ra một cách dễ dàng. Hoặc trên da của mình có những cái vết mụn ẩn á, mà mình không thể lấy được, tại vì nó ẩn ở phía trong á, thì người ta sẽ dùng cái liệu pháp để mà người ta lấy cái mụn ẩn nó lên, rồi sau đó chúng ta dưỡng thì cái làn da chúng ta nó không bị thâm. Còn nếu mụn ẩn mà bạn không lấy á, thì chắc chắn bạn rất là dễ bị thâm luôn. Ngoài ra thì cái chế độ dinh dưỡng á, thì uống nước phải thật là nhiều luôn á. Mỗi lần mà bị mụn là chúng ta càng phải uống nước nhiều, một ngày thậm chí được 3 lít nước luôn. Ngoài ra chúng ta có thể uống thêm những cái loại nước ép, ví dụ như hôm nay là Hương uống dưa leo với lại ớt chuông nè. Yếu tố thứ tư để mà cái biện pháp cực kỳ hiệu quả luôn là chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta phải che chắn cái mặt của mình lại để tránh bụi. Ngoài ra chúng ta phải chống nắng để bảo vệ cái làn da của mình luôn. Hương hay sử dụng cái loại này là Hương sử dụng hơn suốt 3 năm rồi, và Hương cực kỳ thích luôn và không có muốn bỏ nó luôn. Đó chính là chống nắng của Missy. Thì sao Hương thích nó như vậy? Vì cái thành phần của nó là thành phần chống nắng vật lý, nó vô cùng lành tính luôn, nó không có chứa cái hàm lượng paraben hay corticoid để mà bào mòn da. Thêm một yếu tố nữa là 98% là thành phần rau má và lô hội nó có trên cái thành phần của sản phẩm, để mà nó cấp ẩm và nó nuôi dưỡng cái làn da, giúp cho làn da của mình nó mát hơn. Những cái vết thâm mà Hương lỡ mà Hương bị nổi mụn thì cái này nó che chắn đều hết. Ví dụ như vết thâm này nè, làm cho mình mất tự tin lắm, đúng không? Những cái vết thâm của mình nè,
thể là che đi những cái vết thâm của mình, làm cho cái làn da của mình đều màu hơn và nó lại đẹp với cái màu da của Hương nữa, nên Hương rất là thích luôn. Và đây là cái loại mà chống nắng mà Hương cảm thấy là nó sẽ không có để lại mụn trên cái làn da của mình, và Hương sử dụng mỗi ngày, vừa chống nắng vừa dưỡng da và tạo một cái lớp makeup cho da của mình mà không sợ bị nổi mụn. Thì khi không có mụn thì sẽ không có thâm, được không ạ? Rồi chúc cho mọi người sẽ có một ngày làm việc thật là vui nha. Và chúng ta sẽ bảo vệ cái làn da của mình, ngăn ngừa được những cái thâm, nám và sạm và tàn nhang. Bye bye.